sẽ đến với một đề tài uh, thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức, hoạt động khám phá khoa học. Đề tài là chế tạo pin từ củ quả. Đây là một đề tài của độ tuổi tiểu học. Và khi mà chúng ta tiến hành với độ tuổi mầm non ấy thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải um, sử dụng những cái hoạt động làm thế nào để có thể giải thích một cách dễ hiểu nhất, gần gũi nhất để cho trẻ 5 6 tuổi có thể hiểu được. Uh, số lượng là 20 25 trẻ này và thời gian khoảng từ 30 đến 35 phút rất là ok giáo viên thực hiện đây là một hoạt động có sự tương tác rất lớn của hai giáo viên cho nên là khi mà đề ra cái hoạt động này thì cô giáo cũng để ra luôn tên của hai giáo viên song song à, đa số vẫn còn một số nơi thì chúng ta có sự phân biệt giữa cô chính và cô phụ Tuy nhiên đối với hoạt động theo định hướng steam ấy, thì tất cả những cái thành viên từ học sinh từ giáo viên thậm chí những người dự giờ ở trong cái khuôn viên lớp học đó đều cần phải được tham gia vào trong hoạt động à, về các lĩnh vực hướng tới thì cô giáo xác định như sau khoa học là khám phá cách để tạo ra pin từ củ quả và kim loại kim loại là chất dẫn điện và axit hữu cơ muối kết hợp với kim loại tạo ra dòng điện thì những cái kiến thức khoa học này cô cũng cần cân đối nhé để làm thế nào để có thể cung cấp cho trẻ một cách phù hợp nhất công nghệ là sử dụng máy tính này thước và pin Chế tạo là quy trình tạo ra điện từ củ quả. À, nghệ thuật là thiết kế các kiểu pin bằng cam, chanh, khoai, cà chua. Và toán học là đo mức năng lượng bằng đồng hồ đo điện, đếm số lượng đoạn dây thanh kẽm, số lượng củ quả. Thế thì uh, khi mà các cô nhìn vào cái nội dung này, các cô thấy là uh, nó sẽ tương đối khó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là cô giáo sẽ tiến hành như thế nào để trẻ có thể hiểu được. Uhm, kỹ năng ở đây cô cung cấp đó là kỹ năng thế kỷ 21 này. Uh, giao tiếp hợp tác tư duy suy đoán. Tư duy suy đoán và tư duy sáng tạo. Thế thì uh, cái này nó sẽ là gì ạ? Um, một là cái cái khả năng mà um, tìm hiểu giao tiếp hợp tác này nó là hoa, uh, hoạt động nhóm này, rồi kỹ năng phản biện, tư duy phản biện rồi tư duy sáng tạo thì nó sẽ phù hợp hơn còn tư duy suy đoán cái này nó nó là một cái từ uh, nó hơi khó để chúng ta có thể áp dụng vào trong mục đích yêu cầu về phần uh, mục đích yêu cầu tiếp theo cô lại xác định là kiến thức kỹ năng thái độ là kiến thức là trẻ biết đặc điểm của pin này, đấy, biết uh, pin nhân tạo và pin tự nhiên này, biết một số nguyên vật liệu tạo ra pin, biết bóng đèn do phản ứng, biết cách tạo ra điện tử quả, biết lợi ích của pin đối với cuộc sống hàng ngày và biết cách uh, một cách đơn giản để có thể tạo ra bảo vệ môi trường này. Kỹ năng là phối hợp kỹ năng để uh, tạo ra pin này phối hợp nét cơ bản vẽ bản thiết kế này quan sát lắng nghe kỹ năng làm việc nhóm thỏa thuận phân công đấy thái độ là lắng nghe làm theo sự chỉ dẫn của cô giáo dục trẻ bảo vệ môi trường vui vẻ hứng thú tham gia hoạt động thế thì có một cái nội dung nhé ngoài cái việc mà cô đang bị trùng lắp giữa các cái 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 mục ấy. đây này ví dụ các cô nhìn thấy nhé mục 2.2 này kiến thức kỹ năng này thái độ cô lại để như này này xong lại bốn là nguyên vật liệu thì cô có thể xem lại về các cái bước đấy là thứ nhất thứ hai là Uh, các cái kiến thức về uh, khoa học này này, cô có thể bỏ đi ạ. Vì nó nó quá khó với trẻ. Khi mà cô đề ra cô sẽ không làm thế nào có thể đạt được cái mục đích yêu cầu này. Thay vì đó thì cô có thể đưa ra những cái này. Những cái này nó sẽ gần với uh, phần kiến thức này này, nó sẽ gần với uh, các cái kiến thức của trẻ mầm non hơn. Đặc điểm của pin có dạng hình trụ cái này nó có thể coi là yếu tố khoa học. Có biết uh, pin nhân tạo và tự nhiên có thể coi là yếu tố khoa học. Một số nguyên vật liệu để tạo ra pin đấy thì cô có thể sử dụng như này trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu này trẻ biết sử dụng đấy thì nó sẽ là yếu tố yếu tố công nghệ đấy à, biết bóng đèn sáng là do phản ứng hóa học cái này gọi là yếu tố khoa học đấy tạo ra điện từ củ quả cái này là yếu tố kỹ thuật biết một cách đơn giản biết một số cách đơn giản để bảo vệ môi trường cái này nó coi như là một cái dạng uh, gọi thái độ ấy thì cô đưa nó xuống phần thái độ hoặc là cô có thể đưa ra nó như là một cái yếu tố nhân văn thì nó yếu tố nghệ thuật. Đây, phối hợp các kỹ năng, đây là kỹ thuật, phối hợp các nét bản thiết kế kỹ thuật. Quan sát là nghe thu thập thông tin, đó chính là cái kỹ năng cơ bản, có thể coi như là kỹ năng thế kỷ 21. Thì quan sát là nghe thu thập tìm kiếm thông tin cũng là một trong những cái kỹ năng rất là hay. Thì cô có thể cho trẻ tập trung vào để rèn các cái kỹ năng đó. Đây là dạng kỹ năng. Thái độ thì cái này đúng rồi ạ, lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của cô ấy thì cái này nó sẽ không phù hợp với hoạt động steam lắm thì cô có thể cân đối thường thì đối với một hoạt động steam ý là trẻ sẽ tích cực chủ động hứng thú tham gia hoạt động đấy đây này cái này là cái nội dung mà có thể đưa vào nguyên vật liệu ở đây thì cô chuẩn bị như sau về thiết bị giảng dạy cái này này những cái này nó chính là yếu tố công nghệ đấy nghĩa là trẻ sẽ phải biết sử dụng đấy hoặc là trẻ thông qua thông qua những cái thiết bị này để trẻ có thể biết được về cái nội dung liên quan đến pin thì cái phần chuẩn bị này thì theo như chúng ta thấy nó sẽ gần với lại um, chủ yếu là chuẩn bị của cô ấy. Thế còn trẻ chưa có cái sự chuẩn bị gì cả. Thế thì cái sự chuẩn bị của trẻ ở đây là gì? Trẻ sẽ biết được được xem về pin này, được xem này, được nghiên cứu này, rồi được uh, khám phá, khám phá về pin thông qua các cái phương tiện rồi được bố mẹ hỗ trợ cho để khám phá thì cái này cô cũng cần phải có sự chuẩn bị tâm thế cho trẻ, trẻ phải biết một chút để trước khi chúng ta đưa vào hoạt động ấy thì cái sự khám phá của trẻ nó mới đủ sâu. Về phần tiến hành thu hút cô cho trẻ chơi uh, ảo thuật chiếc túi kỳ diệu cái này rất hay ạ. Truy vấn này cô cho trẻ hỏi trẻ là đèn pin này tại sao mà sáng? Với những đồ dùng đồ chơi không có chỗ cắm điện thì phải làm gì? Đấy cái này rất là hay này cơ bản là ổn vì thực ra cái chỗ, cái ảo thuật ấy nó sẽ gây hứng thú cho trẻ à, và cô đã đi thẳng vào vấn đề và mình rất thích cái cách mà chúng ta đi thẳng vào vấn đề chúng ta đưa trẻ thẳng bởi cái nội dung mà ngày hôm nay chúng ta làm tránh trường hợp là chúng ta trò chuyện về chủ đề rất là rộng sau đó đi dần đi dần rồi mới đến cái hoạt động chính của ngày hôm nay vậy thì đây cũng là một cách rất là hay à, về phần khám phá thì cô ghi uh, tiến hành như sau trò chuyện về pin đấy trò chuyện về pin thì cái phần này cô nên cô nên làm gì ạ? chia nhóm này, chia nhóm và để cho trẻ có thể nêu về về pin theo cái hiểu biết của trẻ. Ấy. Sau đó thì cũng có thể là làm thế nào để cho trẻ trò chuyện, ghi được kết quả mà trẻ biết. ví dụ như ở đây cô đã có một cái bảng tên củ quả này, lượng điện. à cô cho trẻ đo. thực ra thì không không rõ là có phải là cô lấy cái hoạt động này của tiểu học hay không nhưng mình nhớ ở trong chương trình tiểu học nó có một cái bài như thế này. Thế thì cô cũng phải cân nhắc là cái bảng ghi chép này nhá, rồi cái cách mà cô đo ấy thì um, trẻ có thể có thể đáp ứng được không? Nếu mà trẻ đáp ứng được thì quá tuyệt vời rồi. Để có thể nói là trẻ sẽ được mở rộng cái góc nhìn của một nhà khoa học rất là tốt. Đấy. Thì cái bảng này mình nghĩ là nếu mà trẻ có thể thao tác được với đồng hồ đo thì chúng ta sẽ có cái bảng này. Đấy. À, rồi um, cho trẻ trò chuyện trò chuyện với trẻ về bảng ghi kết quả thì cái nội dung này cô nên cho trẻ đứng lên để thuyết trình đấy giải thích sau đó thì bây giờ mới đến lượt là cô sẽ gọi là giải thích qua hoặc là trẻ sẽ nêu những cái ý tưởng mong muốn của trẻ trong cái quá trình đó rồi cô mới chốt lại một góc nhỏ thôi nghĩa là cô sẽ chỉ là củng cố lại những cái kiến thức mà trẻ đã biết thôi nghĩa là trẻ sẽ giải thích lại về các cái bảng ghi chép này nhé rồi giải thích một cái bảng thiết kế về cái quy trình chẳng hạn như vậy uh, thiết kế chế tạo cái này là cô đang bị nhầm lẫn này theo mình hiểu ấy, cô đang tiến hành quy trình 5E thế nhưng cái phần mà EDP trong 5E thì thực ra đây nó chính là phần E4 nó là áp dụng chứ không ai ta thiết kế chế tạo trong quy trình 5E cả. Thì cái áp dụng này thì cô hoàn toàn có thể thiết kế chế tạo nhưng cô phải sử dụng nó là áp dụng. Cái áp dụng ở đây là gì? Là cái kiến thức liên quan đến cái cái những cái vật mà dẫn tạo ra pin được này, rồi cái đồng hồ đo pin này, rồi các cái vật mà có thể uh, giúp cho chúng ta có thể tạo ra cục pin đó và áp dụng để trẻ có thể tự tạo ra những cái cục pin mà theo bằng củ quả theo những cái hiểu biết của trẻ đấy thế thì cái này nó chúng ta sẽ không thể nào đưa cả một cái quy trình edp vào đây cô chỉ áp dụng thôi có nghĩa là trẻ sẽ thử nghiệm với các cái phương tiện đó và trẻ sẽ tạo ra pin chứ chúng ta không đưa một cái quy trình edp vào đây đấy nếu mà đưa một quy trình edp vào đây thì trẻ nó sẽ bị làm sao ạ trẻ sẽ bị quá sức vậy thì thay vì như vậy cô có thể cho trẻ đây đây sẽ là phần cô tiến hành luôn ở phần áp dụng là các nhóm bàn bạc đi lấy nguyên vật liệu và làm luôn. Đấy. Vì sao ạ? Vì chúng ta đã cho trẻ khám phá rồi trẻ cứ thử nghiệm đi đã. Và nếu như mà trẻ vẫn còn hứng thú với nội dung này thì giờ sau cô có thể tiến hành cái phần này, phần phần một hẳn một, một hoạt động thiết kế riêng. Đấy. Ờ, thì nó mới đầu tiên chúng ta phải khám phá về cái cách tạo ra pin đã, rồi, rồi giờ sau chúng ta cho trẻ tiến hành thiết kế pin không vấn đề gì cả. Còn nếu như cô tiến hành như này thì không bao giờ đủ trong 25 đến 30 phút và trẻ sẽ rất là chán vì là nó quá dài một cái quy trình mà nếu như cô tiến hành nhanh ấy, thì nó sẽ hời hợt như kiểu là một hoạt động tạo hình còn nếu cô tiến hành sâu thì nó sẽ không đủ thời gian à, đánh giá đúng rồi các nhóm mang sản phẩm lên sau đó thì sẽ trao đổi là các con đã làm cái cái pin từ củ quả như thế nào bước một bước hai bước ba như nào cảm xúc của con như nào và con mong muốn là những cái quả pin mà con tạo ra này nó sẽ giúp gì cho cái cái cuộc sống hàng ngày của con đấy thì đó là cái phần đánh giá sau đó thì cô cô cũng có thể giáo dục thêm một chút tuy nhiên thì cái phần này cái, chủ yếu là trong một cái hoạt động Steam ấy, thì cái vai trò của cô uh, nó chỉ là người hỗ trợ giúp đỡ hướng dẫn thôi chúng ta không phải là giảng dạ, dạy cho trẻ cái gì cả trẻ cứ làm sai và thử sai và cái quá trình mà trẻ hoạt động ấy nó mới chính là steam đấy thì là đấy là những cái gợi ý của mình dành cho cô và rất mong là cô cũng có thể có một hoạt động thành công